Chào cô chú anh chị và các bạn ha. Hôm nay là ngày 22 tháng 10 năm 2024 thì em cũng có về thêm mấy dòng điện thoại và iPad ha. iPad hôm nay em có đủ dòng hết nha cả nhà. iPad mini 1, mini 2, mini 3, iPad 4 có SIM không có SIM 16 và 264 ghi có đầy đủ nha. E1, E2. E2 dung lượng cao ha. Và có SIM không có SIM luôn. Bữa nay có rất là nhiều máy nè. Nay em bị em bị nạn. Hôm qua em đi nhập iPad về nhiều quá để bị cấn hết một cái màn hình nó bị đứt chút xíu ha cô chú anh chị, một chút xíu này em sẽ sale bán rẻ cho cô chú anh chị nha. Rồi dạ, iPad thì iPad 4 16 GB hôm qua em đã nhập giá nó cũng siêu hời ha, thì một chút xíu nữa em sẽ xả hàng em bán rẻ cho cô chú anh chị luôn. Và bây giờ mình sẽ vô mình xem quy giáo nha cô chú anh chị. Mình ưng được cái nào thì mình chốt, mình liên hệ số điện thoại em có ghi trên màn hình ha. Chiều không có mưa thì 4 giờ rưỡi em bán ngoài sân vận động Tân An. Còn nếu mà mưa thì em ở nhà cô chú anh chị mình mua thì cứ tới địa chỉ 42 Phan Đình Phùng, phường 2, thành phố Tân An, Long An nha. Rồi hôm nay em có về. Rồi trước tiên thì em sẽ quay iPad nha. Cái cây mà em bị nạn. Em quay cây mà em bị nạn trước nha. iPad E2 64 GB, còn vân tay ha, còn vân tay đầy đủ luôn. Máy nó đẹp keng về nè cô chú anh chị, mà nó xui của em mà nó bị nứt có một chút xíu trên đây thôi nha, một tí xíu nữa là em sẽ đi dán cái cường lực cho cô chú anh chị ha. Này là một em sẽ bán rẻ luôn, con này là 64 GB, iOS 15.8 nha. Cân tất cả các loại game luôn ha cô chú anh chị. À, cái màn của nó rất là đẹp luôn. Mà em bị nứt một chút xíu trên góc này nè nha. Một chút xíu thôi. Nó không có ảnh hưởng tới màn hình ha. Cái này là em thay cái cường lực cũng được. Mà em không thay em để gì em bán rẻ cho cô chú anh chị luôn. 64 GB. Hôm bữa 32 GB mà em bán là nó 3 triệu 9. 3 triệu 7 ha. 32 GB là em bán 3 triệu 7, hôm nay 64 GB em bán chỉ có 3 triệu 3 thôi nha cô chú anh chị. Nó bị nứt một góc trên đây chút xíu này, nứt đường ngang ở trên cái góc này nè. Là nó không có bị nứt nữa nha, nó nứt đường ngang như là nó không có bị nứt nữa. Khi nào mà nó nứt ngay cái góc á, thì nó có thể là nứt nhiều đường. Còn cái này nó nứt một đường ngang vậy luôn là nó không còn nứt nữa. Em dán màn hình là xài bình thường ha. Rồi tất cả các chức năng là ok hết nha, cái này em chưa kết nối wifi nữa nè. Máy là đẹp keng luôn nha. Rồi giá là chỉ có 3 triệu 3 thôi. Cân tất cả các loại game luôn. Em tặng vô chú anh chị bớt. Bao da là ha, bao da này là bao da xịn nha. Bao da rất là xịn sò luôn. Giá là chỉ có 3 triệu 3 thôi, còn vân tay ha cô chú anh chị. Rồi. Tiếp theo em mới quay con này iPad mini 1 của em nha. Con này là không có SIM. Giá là chỉ có 1 triệu thôi ha. Máy là full chức năng hết, máy đẹp luôn. Máy đẹp từ đường viền chứ đừng nói tới màn hình nha cô chú anh chị. Màn hình thì nó ok rồi nè, không có ám ấu, không có độ mực. Bên em á lần có sao em báo vậy ha. Đó đây, từ cái đường viền cho tới cái màn hình, máy thì có sao thì báo vậy cho cô chú anh chị mình dễ mua hàng nha. Cam trước cam sau ok hết. Rồi cái máy này thì em bán cho cô chú anh chị giá 1 triệu nha. Giá cũ của em là 1 triệu. Hôm nay em có đầy đủ dòng luôn. Dòng RAM, dòng cao, dòng thấp, có SIM, không có SIM đầy đủ hết ha. Không có SIM thì mình xài wifi thì nó mạnh hơn ha cô chú anh chị. Con này là mini 3 nè. Mini 3 này 64 GB ha. Giá là 2 triệu 3 nha. Con này iOS 12.5. Màn hình 8 inch nha cô chú anh chị, máy đẹp keng luôn. Đó. Mấy cái dòng này thì nó thay thế cái tivi được ha cô chú anh chị, mình kết nối vô tivi mình xài ha. Lo đều là ok hết nha. Lo rất là ok, lo nó to nha. Hôm nay em có mini 1, mini 2, mini 3 luôn. iPad 4 có SIM, không có SIM, 16 GB, 32 GB, 64 GB em có đầy đủ ha. Còn iPad Air
16GB, 32GB luôn, 64GB luôn. E1, E2 nha. Giá là 2,3 triệu nha cô chú anh chị. Rồi 16GB không xài sim, con này là mỗi bữa thường là em bán giá 1,4 triệu nha. Hôm nay em bán cho cô chú anh chị giá 1,3 triệu luôn nè. iPad 4 16GB không sim, mình xài wifi trực tiếp nó mạnh nha cô chú anh chị. Đây, cái máy siêu đẹp luôn ha. Từ cái đường viền của nó nè. Đó. Hai bên luôn. Hai cái máy này đẹp cực kỳ nha cô chú anh chị. Ơi, chưa mới ngủ ha. Sợ thầy luôn thì chứ. Cô chú anh chị mình mua thử kết bạn Zalo với em nha. Zalo của em là lúc nào cũng kết bạn được hết ha. Không kết bạn cũng điện thoại được bình thường nha. Bên em là số điện thoại của em là 0939301439 ha. Cứ kết bạn Zalo với em đi, em không có chặn người lạ nha. Người lạ, người quen gì nhắn tin cho em cũng được ha. Em là online 24/25 luôn nha. Mắc mở lên là 24/25. Rồi 16GB không sim giá 1,3 triệu tặng bao da và dây sạc tốc sạc luôn nha. Mình mua về là mình chỉ xài thôi chứ mình không cần phải trang bị gì thêm hết cô chú anh chị. 1,3 triệu nha. iPad 4 16GB 1,3 triệu. Rồi. Con này là cũng 16GB luôn, iPad 4 16GB giá 1,5 triệu nha. Giá này là giá bình thường nha cô chú anh chị, em không có sale, con nãy em mới sale nha. Không có sim em mới sale, cái này là có sim đầy đủ ha. Mình muốn để sim 4G vô mình xài thì mình để, còn mình không để thì mình xài wifi trực tiếp ha. Đây. Mình đi ra đường không có wifi mình lấy điện thoại cảm ứng, mình khoát wifi mình kết nối vẫn được bình thường nha cô chú anh chị. Còn xài sim 4G nhưng mà mình điện là mình điện Zalo, Facebook rồi thôi nha, Messenger chứ không có đây, em có tải sẵn hết cho cô chú anh chị về này nha. Xem bóng đá rồi TikTok MP3 đầy đủ hết luôn rồi. Cô chú anh chị nào muốn tải thêm cái gì thì mình nói em tải giùm cho nha. Đây con này giá 1,5 triệu nha. Rồi tiếp theo em nó có con này là 32GB nè. 32GB này có sim nha. iPad 4 32GB có sim. Máy bên em là con nào nó cũng đẹp như vậy nha cô chú anh chị. Em nhập về cái lô này là máy đẹp không à, thôi mà góc cạnh đồ không có cấn mớt gì nhiều ha. Thì cái máy này nó cũng đã 9-10 năm rồi nhưng mà người ta còn xài rất là kỹ. Mấy con này là cái lo của nó to dữ lắm luôn, màn hình của nó rất là đẹp ha cô chú anh chị. Hôm qua em đi về trễ, em không có quay video kịp, hôm nay em quay lên ha. Rồi bữa nay em xã em đi nhập hàng, chiều nay về là có hàng nữa nha. Chiều nay về là về hàng 6G với 5S ha cô chú anh chị. Cái lo của nó to vậy luôn ạ. Rồi con 32GB này là giá 1,6 triệu nha. 32GB xài sim giá 1,6 triệu luôn. Máy đẹp ha, con nào xấu là nó xấu nha cô chú anh chị. Hôm nay em có về một con Apple cũng không được đẹp mấy. Chút xíu này em sẽ sale luôn cho cô chú anh chị nè. Rồi. Con này iPad E1 16GB. Con này có sim ha. iPad E1 16GB có sim. Giá là 2,6 triệu nha cô chú anh chị, 2,6 triệu nha. Đây. Cái máy của nó nè. Rồi. Từ cái đường gì nó cô chú anh chị. Nó do luôn, nó không có bị trầy xước gì hết nha.
máy của anh em tất cả từ cái dòng Android tới iOS ha, cài đặt sẵn hết cho cô chú anh chị luôn. Mua về mình chỉ việc để sim vô là mình đăng nhập tài khoản mình vô là mình xài thôi ha. Chợ bên ngoài, đừng quên chợ bên trong, đừng quên xưa nhé, chợ vẽ bên trong, đóng lớp bên ngoài. Lo con hành chuẩn nha, không có gì về nha, cô chú chị. Rồi, cây này 16 g có xài sim giá 2 triệu 6 là bác em một nha cô chú anh chị. Con này có cái bao da xài sim nè. Da rất là đẹp. Rồi tiếp theo em có con này em một không sim 32 g nha. 32 g nha cô chú anh chị. Con này là giá 2 triệu rưỡi nha. Con này nếu mà nó 16 g là em bán chỉ có 2 triệu 3 thôi nha. 16 g là con này là 2 triệu 3, mà con này là 32 GB của em là em bán 2 triệu rưỡi nha. Đây. Để ngang cho mình thấy hết cái máy ha, chứ để đứng không thấy. Con nào cũng lo ok hết. Cô chú anh chị mình mua thì kết bạn Zalo em gửi hình gửi video cho mình xem nha. Con này em cũng có tặng bao da vậy ha. Con này là 32 GB, giá là 2 triệu rưỡi. Rồi tiếp theo em có E1 32 GB có xài sim luôn nè. E1 32 GB xài sim ha, giá là 2 triệu 6. Con nãy không xài sim thì giá 2 triệu rưỡi, con này có xài sim là 2 triệu 6 nha. Mình muốn chọn con nào thì mình chọn nha. Ủa mình không có con nào 16 thì không xài sim anh. Đây em có cài đặt sẵn hết về nè nha cô chú anh chị. Trên đây thì em chỉ quay sơ lược thôi ha. Rồi cô chú anh chị nào mình mua con nào thì mình cứ nói với em gửi hình gửi giấy cho mình xem nha. Rồi cô chú anh chị muốn hỏi gì thì cứ điện thoại trực tiếp. Số điện thoại 0939 301 439 luôn nha. Rồi con này là E1 32 GB có xài sim 3 triệu 6 nha cô chú anh chị. 2 triệu 6. 2 triệu 6. Rồi tiếp theo. Ủa con này con gì ta? Con gì 64 đi 2 triệu 2 triệu 7. À con gì? Em bỏ quên không? Rồi tiếp theo có con này là con em 1 64 đi không có xài sim nè cô chú anh chị. 64 đi không xài sim giá là 2 triệu 7 nha. Con này chưa mở nguồn. Là cái màn hình của em nè. Không có đám, không quá mố, không đổ mực ha. Không có bị hồng luôn. Máy là đẹp, không có đại số gì luôn. Máy này đẹp trên 95% nha cô chú anh chị. Máy đẹp keng luôn. Không có đại số nhiều ha. Rồi tiếp theo em có con này là con Gen 5 này nha, thế hệ 5 ha. Gen 5. Con Gen 5 này là còn vân tay 32 GB. Giá bên em là 3 triệu 8 nha, còn vân tay 32 GB luôn nè. Con này có xài sim luôn ha. Cái lo nó rất là to, rồi để em mở lo cho mình nghe nha cô chú anh chị. Cái máy đẹp quá trời đẹp luôn. Chợ chưa chưa biết em yêu.
Shopee là nó phải tầm công chúa giảm 50% chốt đơn. Bấm sao qua cổ luôn. Luôn đua theo con đường đâu lá ngọc cây. Nghe nhà hay quá luôn. Quyền quý. Rồi, cái con iPad thế hệ 5 này là iOS mấy đâu ta? iOS 15.1 nha cô chú anh chị. Cái 15.28 đâu? Nó 7. 15.1. Con này là mình xài rất là ok luôn nè, mình chơi game mà chiến game đã luôn nè. Đây có anh chị nào mình chơi game thì mình chọn con này ha, thế hệ 5 chỉ có 3.8 thôi, máy đẹp keng luôn. Tặng bao da nè. Bao da dây sạc tốc sạc luôn nha ha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo em quay về con này. Con này là M164GB. Giá là 2.7, máy đẹp keng luôn. Con này là mình mua về cho con em mình học online đồ là ok hết nha. Con này là 12.5, iOS 12.5 nha. Màn hình là 10 inch. Tặng full phụ kiện luôn. Lo đồ ok hết ha. Rồi trả hàng iPad. Rồi Samsung dòng rẻ lên em nè, hôm nay A10 em về rất là nhiều nha. Đó, A10 có nhiều gom hết luôn. 4 cây màu xanh và 1 cây màu đỏ nha cô chú anh chị. Con này là RAM 2 bộ nhớ 32, màn hình 6.2 ha. À, giá là chỉ có 1 triệu thôi nha. Mình xài được Zalo, Facebook, YouTube, TikTok luôn ha. Muốn TikTok luôn. Không có chơi game nha. Quýnh bài đồ thì được, ok ha. Bắn bóng bóng đồ được nha, chứ còn chơi game mạnh nó không được nha. Máy này đẹp keng luôn, cây nào như cây nấy ăn cô chú anh chị. Cây nào cũng đẹp hết. Rồi giá là 1 triệu A10. Mã 175210 201 195 193. Đó. Em thấy có một cây màu đỏ, 4 cây màu xanh nha. Rồi tiếp theo bây giờ em quay có mấy cây iPhone để em quay iPhone trước nha. Mã 91 nha. 6 lút. 6S lút. 6S Plus 32GB còn quân tay pin 100, giá là 1 triệu 8 nha cô chú anh chị. Máy là đẹp ha, bên em là máy đẹp không nha, máy là hàng tiễn chọn không ha, không có máy xấu. Lâu lâu nhập được cái máy xấu hồi em ra sale rẻ cho cô chú anh chị nè. Rồi con này iPhone giá là 1 triệu 8. Rồi qua mã 70 luôn, 70 này là con 6 Plus 64GB mất quân tay pin 100 luôn. Bên em tất cả các dòng iPhone toàn là pin 100 không nha. Hiện tại bên em hết 5S và 6G rồi. Nhưng mà chiều nay hàng về. Chiều nay hàng về là cô chú anh chị đặt hàng là em có nha. Cô chú anh chị mình mua gì thì cứ hỏi. Em có thì em sẽ quay video em gửi hình cho mình xem nha. Máy đẹp em nói đẹp rồi, con này giá 1.6 triệu. Mã 70, 6 lút, 64GB mất dân. Giá 1.6 triệu. Rồi em qua mã 181 nè. Mã 181 này là con 6 lút 128GB mất dân. Ủa sao giá con thì quẩy à? À. 6 lút 128GB mất dân, pin 100, giá là 1 triệu 7 nha. Máy đẹp từ màn hình cho tới cái mặt lưng nha. Màn hình không ám mốt, không nổi bật không gì hết ha. Bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 1 tuần lễ cho cô chú anh chị mình test máy luôn nha. Rồi con 7 lút, mã này là 212 nha, mã 212, 7 lút, 128GB mất dân, pin 100 luôn, giá bán là 2 triệu rưỡi. Máy đẹp càng len càng luôn. Cái con này xong chưa kết nối wifi, thấy cài đặt rồi mà chưa kết nối wifi. 2 triệu rưỡi nha cô chú anh chị, mình mua thì mình kết bạn Zalo, em gửi hình cho xem nha. Rồi tiếp theo em quay về Samsung nha.
Samsung hơn. Mình đang có mã 208 nha. Mã 208 này là Samsung A02. RAM 3 bộ nhớ 32 dòng pin 5000 ha. Con này em bán giá 1.400.000. Đây cái màn của nó nè ha. Cam trước cam sau gì ok hết nha. Màn hình là 6.5 ha, con này giá bán 1.400.000 A02. Mã 208. Rồi tiếp theo qua mã nha, 211. Con này là A12 luôn. 56 bộ nhớ 128 pin 5000. Giá bán là 2.400.000. Cam trước cam sau ok luôn. Đó. Máy đẹp 97-98% nha. Tặng bao giờ vào trong ha, tặng ốp lưng trong. Dây sạc gốc sạc luôn. Đây. Rồi tiếp theo qua mã 167 nha. Mã 167 này là con A50S nha. RAM 4/64, bán giá 1.800.000, màn hình 6.4. Màn hình rất là sáng nha. Chụp hình cam trước cam sau là ok luôn. Rồi con này A50S. Mã 167 bên đây bán giá 1.800.000 nha. Rồi tiếp theo qua mã 188 nè. Mã 188 này là con A11, RAM 3 bộ nhớ 32. Em bán giá 1.400.000. Máy màu đen ha, máy đẹp 97-98% nha. Camera đục lỗ ha, cung sạc Type-C. Anh em mà bán tất cả các dòng chính hãng, không không có bán hàng của Singapore Trung Quốc nha. iPhone cũng iPhone chính hãng luôn, không có bán của Singapore luôn ha cô chú anh chị. Singapore là Trung Quốc em không có bán nha. Bán giá tầm trung tầm 4 triệu đổ lại tới 1 triệu ha. Âm thanh đó là chuẩn. Giờ này trời đang mưa lớn lắm cô chú anh chị, cho nên em mở nhạc thì nghe nó hơi nhỏ ha. Tự nhiên sáng giờ mưa quá trời luôn. Rồi tiếp theo qua mã 197 nha. 197 này là A21S. RAM 6 bộ nhớ 64 pin 5000. Bán giá 2.300.000 nha. 2.300.000. Màn 6.5, camera đồng lỗ, chuyên sạc tai si luôn, cam trước cam sau ok hết nha. Máy thùng tạng có sao báo vậy nha. Cô chú anh chị ở xa tới chỗ em nhớ điện trước giùm em cái nha. Nếu nhiều khi em đi đâu thì em tranh thủ em về ha. Điện trước cho em 1-2 tiếng gì đó. Con này màn hình là 6.5 ha. Tặng ốp lưng trong mà, dây sạc gốc sạc luôn. Về mình chỉ xài thôi chứ mình đâu phải trang bị gì thêm nữa đâu. Rồi qua mã 132. 132 này là A03S. RAM 3 bộ nhớ 32 pin 5000, bán giá 1.700.000 luôn. Nãy A02 giờ A03 nha. Máy này đẹp 97% nha cô chú anh chị, tặng ốp lưng trong à, dây sạc tóc sạc luôn à. Cô chú anh chị mình mua hàng thì nhớ cọc cho em 100k thôi nha. Em chỉ cần 100k thôi, không có lấy nhiều của cô chú anh chị, hát bên em cũng không có bao ship luôn. Có cọc thì em mới ship nha. Bên em là ship toàn quốc.
Rồi mã 207 này là con A32 gam 6 bộ giá 128 viên 5.000. Con này em bán giá 2 triệu 7 nè. Còn vân tay nha cô chú anh chị, còn vân tay bên em bán là còn vân tay đầy đủ nha. Màn hình là trong sáng nha. Sáng nè. Màn không có ám ố, không đổ mực, không có bị đốm hồng, không gì hết nha. Máy rất là đẹp. 2 triệu 7. Con này em bán bằng giá A51 ha. Rồi em còn A51 thì em còn một cây duy nhất nè. Mã 123, A51, RAM 6, quần nhớ 128, hiện 4.500, em bán giá 2 triệu 7 luôn. Bên em nếu mà con này mà mất vân tay là em bán giá 2 triệu rưỡi nha. Con này là còn vân tay. Đây, máy nè. Máy đẹp trang luôn ha. Màn hình 6.5. Lo rất là to hả cô chú anh chị? Rồi tiếp theo qua mã 189 nha. 189 là A71 56 108 ha. 108 bộ nhớ 128 pin 4.500. Giá bán là 3 triệu 3 còn vân tay đầy đủ luôn. À, màn hình là 6.7 ha. Máy đẹp can luôn, có một cây duy nhất nha. Mấy cái này thì lúc nào bên em cũng có ha cô chú anh chị. Hàng mình vừa bán đi là em nhập về liền nha. Không có nhiều, mỗi cái chỉ có một cây thôi. Bây giờ em quay cây nào là em bán cây đó. Cô chú anh chị mình an tâm, em không có gửi hàng tầm bậy tầm bạ cho cô chú anh chị đâu nha. Rồi em qua mã 203 nha. Con này là M31. Dòng này là pin 6.000 ha cô chú anh chị. 56 bộ nhớ 128 pin 6.000, giá bán là 2 triệu 7 luôn. 2 triệu 7 nha. Rồi tiếp theo em có hàng, cái này là pin siêu khủng luôn nè. Pin là 7.000 đó cô chú anh chị, M51 nha. M51 RAM 8 bộ nhớ 128. Pin 7.000. Giá anh em bán là chẳng 4 triệu luôn cho cô chú anh chị nè, máy đẹp càng luôn nè ha. Máy đẹp từ đường viền cho tới mặt lưng ha. Còn màn hình thì khỏi nói rồi. Đây. Cam trước, cam sau. Vân tay bên hông nha cô chú anh chị. Vân tay bên cái nút nguồn nha. Cam trước, cam sau rất là ok. Bên em là ship hàng đi cho cô chú anh chị xem hàng, test máy thoải mái luôn nha. Để sim vô nghe gọi kết nối wifi coi sóng nó có đầy hay không rồi mình nhận, mình thanh toán với shipper ha. Rồi con này là giá bán 4 triệu chẳng nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo em qua Apple nha. Mã 82 này là Apple F7 RAM 4 của nhớ 64, em bán giá chỉ có 1 triệu 4 thôi ha cô chú anh chị, có một cây duy nhất thôi nha. Máy là đẹp trên 97-98% ha. Rồi. À, màn hình thì ok hết. Cô chú anh chị nào mình mua thì cứ kết bạn Zalo với em gửi hình cho xem luôn. Rồi tiếp theo qua mã 134 nha. 134 này là con A12 RAM 4 của nhớ 64. Con này em bán giá từ từ nè, em quay kỹ cho rồi. Màn là không ám mốt, không đốm luôn hả cô chú anh chị? Máy này thì mình, mấy người lớn tuổi mình xài rất là gọn nha. Xài máy phụ đồ cũng ok lắm ha. Đây.
giá là 1,4 triệu nha. Đây còn em mua mã 209 nha, mã 209 này là con A3S, A3S RAM 2 bộ nhớ 16, con này là em bán giá 900.000 nè. Đây cái lưng của nó nè, cái lưng của nó hơi xấu ha cô chú anh chị, này nè nó đã nhăm nhăm cái lưng nha, em quay kỹ cho mình xem nè nha. Trong cái dòng máy của em con này là nó xấu nhất nè. Con này là nhập rẻ rồi em bán rẻ cho cô chú anh chị ha. Ở khi con này là em bán giá 1,000,000 nè nha. Hôm nay em bán chỉ có 900k thôi. Giá rẻ cho cô chú anh chị ha. Rồi. Mã 117. Con A15S RAM 4, bộ nhớ 64. Con này là giá 1,8 triệu nha, màn hình 6.5. Rồi mã 75 này là con A52 RAM 6 tổng bộ nhớ 128, pin 5000, giá 2,4 triệu nha. Rồi trên đây thì em chỉ quay sơ lược em báo giá và chi tiết máy thôi nha cô chú anh chị. Mình mua máy thì cứ kết bạn Zalo với em nha. Địa chỉ nhà của em là 42 Phan Đình Phùng, phường 2 thành phố Tân An, Long An ha. Địa chỉ 42 Phan Đình Phùng. Rồi con này là màn hình 6.5, giá bán 2,4 triệu. Rồi con này là con A16 nè, RAM 4, mùa nhớ 64, pin 5000, giá bán là 2,2 triệu nha, mã 133, màn hình 6.5, pin sạc tai xe luôn, máy đẹp trang luôn ha cô chú anh chị. Rồi mã 74, con này là Apple A73, RAM 4 cộng, bộ nhớ 128, pin 5000, em bán giá 2,2 triệu, đây máy đẹp trang luôn nè. Bên em là bán tất cả các dòng máy, con nào đẹp nó đẹp, con nào xấu thì em nói xấu nha. Con này màn hình 6.5 ha. Camera đột lỗ, trên sạc tai xe luôn. Cam lo đồ ok hết. Quỳ Linh chưa bao giờ quảng cáo bất kỳ một loại thuốc xương khớp nào cho quý vị nha. Quỳ Linh chưa bao giờ quảng cáo bất kỳ một loại thuốc xương khớp nào cho quý vị nha. Riêng Obesogod là Linh có uống, Linh có nói. Rồi tiếp theo em qua hàng lực phụ kiện nha. Hàng lực phụ kiện bên em hiện tại còn 4 cây nè. Mã 159, K5, gam 8, bộ nhớ 256, giá là 2,9 triệu ha. Máy đẹp trang luôn, màn hình 6.4, con này thì màn hình nó nhỏ ha, nhỏ gọn, màu xanh rêu nha, sẵn ốp lưng trong, đi sạc tốt sạc luôn. Rồi con này là Apple A73 5G, gam 8, bộ nhớ 256 luôn. Cho mình xem cái lưng kỹ luôn nè. Màu đa sắc ha. Giá bán là 2,8 triệu. A73 5G. Miếng siêu phía trước còn luôn nha cô chú anh chị. Để em mở loa cho mình nghe mấy con này ha. Con này chưa tải về nè. Con này nó còn riêng luôn, chưa tải về luôn nha cô chú anh chị. Rồi con này giá bán 2,8 triệu nha. Rồi tiếp theo con mã 160 này là Genoset 108, bộ nhớ 512 ha. Con này em bán giá 2,9 triệu nha, màn hình 6.5. Đây, nó bọt bọt này là tại vì có cái miếng siêu phía sau ha cô chú anh chị nè. Khi em tháo miếng siêu ra là nó mới ken luôn. Mặt trước mặt sau thì cũng còn miếng siêu hết nha. Giá bán 2,9 triệu nha. Rồi tiếp theo Apple K3. Apple K3 RAM 8 bộ nhớ 512. Giá nó cũng là 2,9 triệu luôn. Rồi thì em cũng cho cô chú anh chị mình xem máy ha. Xem máy và mình báo chi tiết giá rồi. Thì bây giờ con này là mã 176, giá bán là 2,9 triệu nha. Giờ em qua mã, qua dòng Redmi ha.
Redmi mã 202, em có con Redmi 5i RAM 4 bộ nhớ 64 nè. Pin 5000. Con này thì bán giá 1.800.000. Màn hình nó 6.6 6.7 gì ha. Tao đùng luôn. Chưa có wifi nữa, chưa kết nối wifi nữa. Con này thì màn rồi ok hết ha cô chú anh chị, em cho mình coi cái màn này nha. Rồi âm thanh của nó thì cô chú anh chị mình cứ an tâm đi, mua hàng bên em được quyền kiểm tra hàng máy đồ trước khi em nhập thì em cũng có test cái loa sẵn rồi. Thì cô chú anh chị mua em trước khi ship cho cô chú anh chị em sẽ kiểm tra lại một lần nữa rồi em mới gửi cho cô chú anh chị ha. Hôm nào xui dữ lắm thì shipper nó giục dữ lắm thì khi lo rồi nó bị chạm, lâu lâu thì nó cũng có một hai lỗi thôi ha cô chú anh chị, chứ không phải là máy thì em cũng muốn mua máy nguyên máy đẹp rồi về em bán cô chú anh chị, chứ đâu có máy xấu đâu, mua máy xấu về mơ màng em đâu bán được. Cũng như em cũng vậy, em đi mua hàng em muốn lựa hàng đẹp em mua chứ em đâu có lấy mấy cái hàng xấu, cô chú anh chị cũng vậy thôi. Rồi con này là mã 202, em bán giá 1.800.000 nha, 1.800.000. Con này là Redmi 5i. Rồi tiếp theo em có con Redmi mã 200 nha, 200 là con C11 RAM 2 rồi nhớ 32 pin 5000. Con này màn 5.6 ha. Ý 6.5 mua em nó lộn. Thằng này 6.5 mua chứ anh chị. Giá thì chỉ có 1.200.000 thôi nha. Con này RAM 2 bộ nhớ 32, mà mấy con Redmi này mình chơi game ok lắm không chú anh chị. Nay mình mua dùm chơi game nhẹ được nha, đừng chơi liên quân, chơi liên quân không được, chọn máy không mua máy mới. Rồi mã 197 Redmi 9A RAM 2 bộ nhớ 32 luôn. Con này cũng vậy luôn ha cô chú anh chị, giá 1.200.000 nha, pin 5.000. Màn hình máy chấm 6.5 và 5.6. Màn hình 6.5 nha cô chú anh chị ơi. Hay tiếp theo em có con C11 đó nè, mã 189 giá bán cũng 1.200.000 thôi nha. C11 em có hai cây ha, cây màu xanh và cây màu đen. Nay nó bậy mất tiêu quá. Rồi con này là cuối cùng của cái like này nha cô chú anh chị, mã 182 con C21i RAM 464 pin 5000, giá bán 1.800.000 ha. Màn hình 6.5 5.6. Rồi em xin kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi kênh điện thoại của Hằng Tô ha. Và cô chú anh chị nào mới xem video lần đầu tiên thì mình nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông rồi chia sẻ giúp em nha, để mình được xem nhiều clip tiếp theo ha, để em có động lực em quay video cho cô chú anh chị mình xem. Khi nào mình cần thì mua ủng hộ em ha. Rồi em cảm ơn cô chú anh chị nhiều nha.